Kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Vừa qua cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn, ủng hộ những nhà vườn ở miền Tây mình ha. Thì hôm nay kênh đến để kiểm cho anh Hoa đó quý cô chú anh chị, để giao lưu một số loại giống mai ha. Thì giá anh Hoa đưa ra rất là hữu nghị cho bà con mình giao lưu. Thì cụ thể chúng ta sẽ gặp chủ của cái vườn mai này nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin chào cô chú anh chị, em tên Hoa ở thị trấn A Sáu, Châu Thành, Hậu Giang. Nay em có lên clip mai dảo Ghiên, dảo Hột, dảo Thủ Đức này để giao lưu với cô chú anh chị. Mong chú anh cô chú anh chị mình ủng hộ dùm, em chân thành cảm ơn. Loại mai xuống đội dạ, mai này mai dảo Ghiên, dảo Hột, dảo Thủ Đức, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh. Dạ, mà chương trình phí ship em thì em bao ship miễn phí, nhưng mà em không có ship chậu nghe cô chú anh chị. Em nhổ ra em quấn bao cái em qua quấn giấy thùng đó, ship tới cô chú anh chị mình đó. Là lô ngoài này là tàn khủng luôn nghe cô chú anh chị, giá hữu nghị à, giá hữu nghị dễ chơi luôn nghe cô chú anh chị, hữu nghị dễ chơi luôn quý cô chú ơi. Còn là một cốt vuốt tàn chi đóng đầy đủ luôn rồi. Ok, lá xanh ha. Đó, lá tốt. Xanh mướt luôn, bởi vì nó từ hột lên là nó sống mạnh lắm. Rồi điều tay lên đây, rồi thông số luôn rồi. Rồi hoành thân là 24. Rồi chỗ này là 24. Chiều cao là 1m7. Rồi. Tán ngang là 1m5. Rồi. À, cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi, tới cây mã số 2. Chính hai tay giãn ra nè. Rồi, tới cây mã số 2. Đó, cây mã số 2 vẫn là một cây mai dảo Ghiên, dảo Hột, có mai thường chậu nghe của chú anh chị. Mai là tươi tốt, sống khỏe của chú anh chị. Chương trình phí ship em là em bao ship miễn phí. Em nhổ ra quấn băng keo, quấn giấy thùng ship tới cô chú anh chị mình. Cây tàn đầy đủ nghe của chú anh chị mua tới Tết là càng ngày càng bự, càng giá trị nghe của chú anh chị. Chậm hơn, rất là chậm. Cành chi là không lép chỗ nào luôn, chị đấm rất đẹp luôn. Rồi như vậy là anh cho thông số em này luôn. Rồi. Hoành thân là 22. 22. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m5. À, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi, cây số 3 khủng nghe. Có cái bông khủng nghe. Rồi, tới cây mã số 3. Vẫn là một cây mai dảo Ghiên, dảo Hột, mai thần trọng nghe cô chú anh chị. À, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh. À, từ hột lên nghe cô chú anh chị. Cái này mặt bông có đâu 3-4 bông gió này cô chú anh chị. Qua anh. À, tới. Cái bông dữ đẹp đó. Nó thấy không? Đó. Dừng. À. Cái này dừng lại. Rồi ok. Đó, bên này cũng chùm nữa kìa. Rồi dừng được rồi. Dừng luôn, dừng. Là rồi, nguyên vườn nguyên lô nó. Mặt bông vậy đó. Giờ mặt bông vậy của chú anh chị. Đó. Một cú chút luôn. Tàn khắp diêm luôn. Cây thần trọng nha cô chú anh chị. Nhổ đi nhổ tới nhổ lui không héo nha cô chú anh chị. Rồi ok thông số luôn ơi. Cô chú anh chị mình mua cây này là về là an tâm hơn. Chắc ăn trăm trăm. Miệng liền. Hoành thân là 21. Rồi 21. Chiều cao là 1m5. Rồi 1m5. Tán ngang là 1m6. À, cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi cây mã số 4. À, chết rồi.
Rồi tới cây mai số 4. Chẳng là một cây mai giáo ghim giáo học của chú anh chị, mai thần chậu luôn. Tàn khích quá khích luôn. Quá trời, cái tàn lắm, quá đẹp. Cây này về cô chú mình, một là có đất trồng, hai là có cái chậu bự đưa vô ha. Trời ơi trời, tới Tết một cái hai cây này cỡ mười mấy triệu luôn cô chú anh chị. Giá trị tăng lên. Bởi vì một còn một năm nữa là nó ra cỡ nào, cao cỡ nào. Tại cây mai thơ, cây mai dạ hồi từ hột nó phát triển mạnh lắm cô chú anh chị. Đó, cây tươi tốt sống rất khỏe luôn. Miệng liền trăm trăm. Một cốt á. Một cốt chuốt luôn, cành chi đóng đầy đủ luôn. Hoành thân là 22. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m5. Cây mã số cây mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi, bao ship. Rồi, okay. Rồi. Cây số 5. Cầm tay hết. Cầm tay còn. Ở đây xuống đây luôn. Rồi tới cây mã số 5. Dạ, chẳng là một cây mai giáo ghim từ hột lớn lên luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Cành chi đầy đủ, một cốt vuốt. Lá xanh đậm luôn. Cây tươi tốt sống khỏe luôn. Cây tươi tốt sống khỏe ha. Quá chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Cành chi đóng đầy đủ, đóng sát đất luôn. Rồi thông số đi. Hoành thân là 21. Rồi 21. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m4. Và cái cây mã số cây mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi đổi anh ơi. Rồi đó. Rồi. Rồi. Số 6. Số 6 lên luôn. Ôi. Cái này số mấy? Cái số 5. Rồi định giao quốc anh. Chích cho đi. Rồi, rộng đi. Rồi tới cây mã số 6. Số 6. Đó, vẫn là một cây mai giáo ghim giáo hột mai thần chậu của chú anh chị. Cây giáo từ hột lớn lên luôn. Phát triển rất là mạnh luôn. Một cốt vuốt. Mai thần chậu à, tàn cực kỳ lớn, tàn lớn. Chương trình phí ship là em bao ship miễn phí, nhổ ra quắn quan keo và quắn thùng nên là giao tới cô chú anh chị à, về tới cô chú anh chị ha, mình thì à, mình để đại là nó rụng lá như rụng không rụng thì cũng để đại không cần lặt lá luôn, không cần luôn. Dạ không cần luôn. Rồi đó đi anh ơi, đó đi, nó không héo không chết luôn, bao sống trăm trăm luôn. À, nước nôi phải tưới đầy đủ. Hoành thân 22. Rồi 22. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m8. À, cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị 2.400.000, giá không nghỉ luôn. Rồi, số 7 lên luôn. Rồi, bông này lớn nè. Đây đụng. Tí đi. Đừng đụng. Rồi, tới cây mã số 7. Ngó quá trời, cây này cạnh chi luôn rồi. Tới đất luôn. Quá nhiều, đầy đủ chi luôn. Rồi thông số đi anh. Không có lộ.
Đó. Đó. Hoành thân ngay đây là 26. 26 rồi. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang là 1,6 m. Cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn. Đây này, này. Rồi. Rồi, số 8 luôn. Số 8 luôn. Rồi, tới cây mã số 8. Vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo hột luôn, mai thần chậu luôn. Giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Cây tươi tốt, sống khỏe luôn. Một cốt vuốt, cành chơi đầy đủ. Cây này cây mã số 8 nha cô chú anh chị. Một cốt vuốt để nở luôn. À cái dạng này con em mồi đấy, nếu mà về cô chú anh chị mồi là đấy đẹp lắm. Đấy đẹp hả? Ừ. Về trồng cao lên. Mồi ra. Nè cô chú anh chị mình coi đấy u nu nè. Đó. Phi 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 phi. Hoành thân 24. Rồi, ok. Chiều cao là 1,4 m. Tán ngang là 1,4 m. Là cây mã số cây mã số 8 này em giao lưu của chú anh chị là 2.300.000. Rồi tới cây mã số 9 đi. Rồi ra, số 9 nó luôn. Rồi đâu. Rồi, cây mã số 9 vẫn là một cây mai giảo ghim giảo hột luôn nha cô chú anh chị. Tàn lớn ha. Tàn rất lớn, rất rồi, ấm luôn, thích ghim luôn. Mấy cánh rồi, nó lợi giống rồi, mặt, luôn anh. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, cây mai giảo ghim giảo hột, giảo Thủ Đức cô chú anh chị. Ghim hột Thủ Đức luôn. Một cục vuốt cành chi quá trời, tuyệt luôn. Đông, đó luôn, đó luôn, đó luôn. Đông cành tới miệng chậu luôn. Hoành thân 23. Chỗ đó là 23. Chiều cao là 1,6 m. Tán ngang là 1,4 m. À, cây mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.600.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi, đây luôn. Rồi xuống, xuống, xuống. Rồi, cây số 10 luôn. Cây số 10. Đó luôn, rút con nắng đâu. Rồi, tới cây mã số 10. Số 10. Đó, à, cây mã số 10 vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo hột, mai thần chậu của chú anh chị. Ghim hột luôn. À. Tàn lớn anh. Tàn cực kỳ lớn. Lồi lá quá trời lớn rồi. Ừ. Cây sống khỏe ha. Cây sống khỏe. Ủa, ở đây có cái bông nè. Lấp rồi, cho thấy. Cái. Lật lá coi, đó, đó. Nè, đó. Thực tế ha. À, thực tế. Rồi, okay, đi. Tại còn lá quá nó hút qua chứ không có lá ha, nó đồn về cái bông cái dữ lắm đẹp luôn. Một cốt vuốt cành chi đầy đủ luôn. Rồi, thông số đi qua. Tại giảo ghim giảo hột có phát triển quá mạnh nha cô chú anh chị. Hoành thân là 22. Rồi. Chiều cao là 1,7 m. Tán ngang là 1,5 m. À, cây mã số 10 này em giao lưu cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi xuống. Rồi lên cái số 11 luôn. Rồi rồi anh lặn qua đây nè. Đó. Lên luôn. Rồi, tới cây mã số 11 vẫn là một cây mai giảo hột luôn. Rồi, giảo hột luôn. Trồng tự nhiên lớn lên luôn. Phát triển tươi tốt luôn. Giá hồ nghỉ dễ chơi. Giá hồ nghỉ dễ chơi luôn. Rồi. Mặt bông từ 7 cánh lên 12 cánh luôn. Lớn luôn.
chậm chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, lắp nhẹ nhẹ thôi, nhẹ tay thôi. Rồi ok, đo đi anh ơi. Rồi. Hoàn thân ngay đây là 26. 26. Chiều cao là 1m4. Tán ngang là 1m4. À, cây mã số 11 này em giao lưu của chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn, xuống luôn. Rồi, mã số 12. Rồi, để ngoài trống bước luôn. Bằng anh luôn. Rồi, cây mã số 12 vẫn là một cây mai giáo ghim vô hộp mai thần chậu của chú anh chị. Nói chung nguyên cái đám này đó, thứ 1 của chú anh chị. Em nói cây là ra nguyên về luôn. Đó, cây này có cái bông quá trời đỉnh luôn rồi. Qua dòng nó đi, dòng nè, đi. Không không? Bởi vậy từ 7 cánh đến 12 cánh vậy đó, 12 có, 7 có, 6 có. Dân. Đây ha, cụ thể luôn. Rồi. Thực tế luôn nghe quý cô chú. Cây một cốt vuốt quá trời đẹp luôn. Rồi đo đi anh ơi. Hoàn thân là 24. Rồi 24. Chiều cao là 1m5. Rồi. Tán ngang là 1m4. Cây mã số 12 này em giao lưu của chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn. Rồi, xuống. Tới cây mã số 13. Rồi, cây mã số 13. Vẫn là một cây giáo ghim giáo học luôn. Đó, tàn cực kỳ đẹp luôn, một khúc vuốt quá đã luôn. Đặc biệt là giáo ghim giáo học. Cây tươi xanh tốt luôn. Rồi ok, thông số em này luôn. 13 ha. Rồi, cây mã số 13. Hoành thân 23. Rồi. Chà. Cao. Chiều cao 1m9. Rồi. Tán ngang 1m3. Rồi. À, cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.200.000, bao ship luôn. Rồi tới cây mã số 14. 14. Quá trời quá con, chậm tay hết đó. Ôi trời, cây mã số 14. Dặn dạ cái hai bên em. Quá trời cái tàn. Mã số 14 ha. Mã số 14. Quái luôn, gốc quái luôn. Rồi, đặc biệt là giáo viên giáo học này của chú anh chị, từ học lớn lên phát triển mạnh lắm. Rồi mặt bông là giống như rồi, dừng, bông khác dừng, đó đi. Đó, để này phì phì nở nở ngộ lắm. Cho cô chú coi đế chưa. Coi nè đó, có rồi, mấy dừng. Có mấy cái đó ngộ lắm, bên này cũng có luôn rồi, cái này móc lên cái dữ lắm, đẹp cô chú anh chị. Bây giờ em đo chỉ cho cô chú anh chị biết cái đây nè, ngay đây. Hoàn thân là 28. Chiều cao là 1m8. Rồi. Tán ngang 1m7. Trời ơi, trời, cây mai số 14 này giá hữu nghị luôn, 2.300.000. Rồi xuống. Rồi 15 lên anh ông ơi. Rồi. Xuống luôn, cây mai số 15.
Rồi vẫn là một cây mai giáo ghim giáo hột mai thân chậu luôn. Cây tươi tốt, sống khỏe, tàn lớn luôn. Một cốc vuốt cành chi đầy đủ. Quá trời đẹp luôn. Rồi đó đi anh ơi. Đấy xe. Hoàn thăng 23. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m6. Cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.300.000, bao ship miễn phí luôn. Miễn phí luôn đúng không? Rồi. Cây tiếp theo là cây mã số 16. Quá trời đỉnh luôn. Đỉnh luôn. Cây mã số 16 vẫn là một cây mai giáo ghim giáo hột mai thần chậu của chú anh chị. Ghim hột luôn. Mai thần chậu của chú anh chị mình yên tâm mua về là mình ăn liền. Đó. Không cần đợi ra đâm mục ra đọt gì trên nha cô chú anh chị. Yên tâm. Nhổ sách tới sách lui không héo luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Sống trăm trăm luôn. Tết chắc ăn trăm trăm. Hoàn thành 23. Chiều cao 1m8. Tán ngang 1m7. À, cây mã số mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn, bỏ xuống đây luôn. Rồi. Tới cây mã số 17. Rồi tới cây mã số 17. Cũng tàn lớn luôn ha. Cũng tàn lớn luôn, một cốc vuốt luôn. Rồi mặt bông mấy cánh nhắc lại nữa. À mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh nè. Đó. Đặc biệt cái là giảo ghim giảo từ hột lớn lên phát triển rất mạnh. Rất mạnh. Cây tươi tốt sống khỏe. Quá trời ha. Mua về cô chú mình không cần lặt lá. Về tới cô chú mình thí dụ mà nó có rụng mò được một ít lá rồi vài bữa là nó ra đọt nhiều hơn nè. Hoành thăng 25. Rồi 25. Ôi. Chiều cao 1m8. Mặt chính á, mà tính còn 1m8 á. Tán ngang 1m6 là cây mã số 17 này em giao lưu của chú anh chị là 2.600.000. Rồi xuống luôn. Rồi lấy mã số 8 lên đi. Rồi lấy 18 lên đi. Lấy được không? Rồi cây mã số 18. Quá đẹp luôn. Giá hữu nghị luôn. Quá trời lá lớn phải không anh? À, cực kỳ lớn luôn, bông bự luôn. Cành chi đóng đầy đủ luôn. Một cốc vuốt thân chậu luôn. Mấy, bao lâu anh? Mấy tháng? À, gần 1 năm rồi. Rồi đó anh ơi, đó đó. Dưỡng mình chơi Tết năm nay là cho chắc ăn trăm trăm. Đó đó. Hoàn thăng là 19. Rồi 19. Chứ nuôi trễ quá nhiều khi nó không kịp, không có nhiều tàn hết. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m6. Cây mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.000.000, giá hữu nghị luôn. Rồi cây mã số 19. Rồi tới cây mã số 19. Nó vẫn là một cây mai giáo ghim cho hột mai thần chậu của chú anh chị. Quá trời tàn đẹp, lá trà bá luôn. Một cốt vuốt chi đóng quá đầy đủ luôn. Đế đế này quá trời xè ra như bàn tay luôn. Quá dữ.
tốt dữ. Nuôi dưỡng mà tết không làm bông nên mới nó mới tốt vậy đó. Rồi ok. Nó đế kìa, quá trời như bàn tay không, nó như mấy mấy con tay u nu. Giá không nghỉ vậy chơi. Giá không nghỉ luôn. Đó. Hoành thân 25. Rồi 25. Chiều cao 1m9. Trời ơi, nó dày vậy, đút cái thước qua không lọt luôn. À, 8000, 1m7. À, cây mã số 19 em giao lưu với cô chú anh chị là 2.900.000 đó. Ve ve sau lưng á. Rồi đó. Cây 20 đây. Đó. Quá trời cây này. Rồi nhẹ vòng anh ơi. Rồi, cây mã số 20. Quá trời tàn, nó đã luôn. Một cốc vuốt luôn. Quá trời sẹt luôn nha cô chú anh chị. Ừ, nó sẹt. Nè, dưới gốc lên ha, lao chừng 5. Dưới gốc chừng lên chừng có 5 phân à. 5 phân là tàn tẹt rồi. Rồi, đó đi anh ơi, đó. Dáng thế luôn. Gốc lớn à. Hoành 26. Cao mã 7. Tá ngang 1m7. À, cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000, bao ship miễn phí luôn. À, về qua lưng xuống lưng chốt quá. Rồi. Rồi tới cây mã số 21. Đúng rồi, nắng rồi. Được rồi. Rồi, tới cây mã số 21. Rồi, xây luôn rồi. Một cốc chuốt, cành chi đầy đủ. Đặc biệt là mai giảo ghim từ hột lớn lên luôn. Ok, tàn lớn anh. Ừ, tàn lớn. Rồi, nhắc lại mặt bông mai. Rồi, mai giảo ghim, giảo hột, giảo thủ đức. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh của chú anh chị. Ừ. Rồi, đo luôn anh ơi. Một cốt luôn quý cô chú. Toàn là một cốt không. Hoành thân là 24. Chiều cao là 1m4. 8 ngang là 1m5. Là cây mã số. Cây mã số 21 này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Để sau lưng chú sau. Sau lưng. Ừ. Ừ. Nè. Ờ, qua nó, đúng rồi. Rồi. Rồi tới cây mã số 22. Lên. Đó rồi, tới cây mã số 22. Vẫn là một cây mã giáo viên vô hộp mai thường chậu của chú anh chị. Toàn khá lớn luôn ha. Khá đẹp luôn. Xây đi anh. Đó, cái này có mấy cái bông nha, để quay ngay mấy cái bông nha. Qua đi, tiếp tục. Đó, nguyên mấy chồng đó. Qua cái nữa đi. Nó heo rồi. Rồi, dừng lại đi. Nó vẫn còn đẹp. Dừng. Đây, mặt bông này, thực tế ha. Rồi, ok. 12 cánh. Rồi, quá ok, tàn. Số điện quay. Quá khủng tàn luôn. Nè, để nộm luôn. Hoành thân 20. Rồi 20. Chiều cao 1m7. Rồi. Tá ngang 1m6. Cây mã số 22 này em giao lưu với cô chú anh chị 2.400.000, bao ship miễn phí luôn. Ở đem đây nè, đem đây nè. Qua con nè. Rồi, rồi. Rồi 23 lên nó. Rồi. Cây mã số 23 luôn. Rồi xe anh ơi. Rồi xe điều tới luôn. Quá trời cái lá lớn luôn. Quá trời điều tàn luôn. Một cốt vuốt cành chi đóng đầy đủ luôn.
À, số điện thoại em là 0335767848. Ở thị trấn A6 Châu Thành, Hậu Giang. Đó, một cục vuốt để rất đẹp luôn, thế tàn bạc luôn. Rồi ok, thông số này anh ơi. Hoàng Thăng 24. Rồi 24. Chiều cao 1m6. Tá ngang 1m6. Cây mã số 23 này em giao lưu của chú anh chị là 2.400.000, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 24. Quá dữ nha. Quá dữ nha. Rồi tới cây mã số 24 vẫn là một cây mai giảo ghim giảo hột này của chú anh chị. Ừ. Thân chậu luôn. Quá trời cái tàn cực đỉnh luôn. Quá đẹp luôn. Lá xanh tươi tốt luôn, sống khỏe luôn. Một cốc vuốt luôn. Đó, cành chỉ đóng quá khích luôn. Rồi ok, thông số đi anh ơi. Hoành thân là 25. 25. Chiều cao 1m8. Tá ngang là 1m9. Cây mã số 24 này em giao lưu của chú anh chị là 2.900.000, bao ship miễn phí luôn. Để xác qua. Ờ đây, đó được rồi, để đây. Rồi, tới cây số 25 là cây cuối clip. Rồi, lên. Rồi, tới cây mã số 25. Bằng nghiêng. Quá trời cái đế luôn. Ừ. Đế tàn bạc lên. Bự già bá luôn. Rồi, cho đóng số đi. 1 2 3 rễ tam tài rễ luôn. Hoành thân ngay đây là 25. Rồi. Chiều cao là 1m6. Rồi. Tá ngang là 1m3. Cây mã số 25 này em giao lưu với cô chú anh chị 2.500.000 là cây cuối clip. Rồi, em xin chào cô bác anh chị, mong cô bác anh chị ủng hộ giùm. Em chân thành cảm ơn. Dạ, tạm biệt em lại. Dạ. Tạm biệt.